Bà biết không, sáng nay Gia Bảo đã làm cho tôi nở mày nở mặt với Quốc Đường đại quan. Ông ta đã khen không tiếc lời đứa con trai cưng của bà đó. Thật sao? Nhưng mà khen là khen cái gì? Gia Bảo đã làm gì mà hài lòng được cái ông khó tính đó chứ? Ông ta nói tôi có thể nghỉ ngơi được rồi, vì đã có Gia Bảo nối nghiệp. Ông ta còn nói rằng Gia Bảo ngày mơ sang nhà để đàm đạo, sau này sẽ dìu dắt Gia Bảo cho chuyện mua bán trong cung. Thật sao? Thật mà mẹ. Phải chi sáng nay có mẹ ở đó thì mẹ sẽ tin. Mẹ là đàn bà, sao xen vào chuyện làm ăn của cha con được chứ? Nhưng mà mẹ nghe thấy vậy mẹ vui lắm rồi. Thật ra Gia Bảo nhà mình có tố chất thông minh, tài ông chưa mạnh dạn giao việc cho nó thôi. Giao cho nó chuyện mua bán chắc mau phá sản quá. Cái ông này, cha này, mới khen con kia mà sao bây giờ nói kỳ cục vậy? Thật ra Gia Bảo muốn thực sự giỏi thì phải có người hậu thuẫn, còn một thân một mình sẽ khó mà đảm đương công việc mua bán này. Ý ông nói là ông đó hả? Thì là ông phải chỉ dạy con đường đi nước bước rồi. Từ chuyến sau đi buôn hay lên kinh thì ông cũng phải cho Gia Bảo theo, để kèm cặp cho nó quen dần đi. Chuyện đó thì dễ, cần vài chuyến đi thì con trai tỏ tường hết. Nhưng mà ở đây là tôi muốn nói về tài ứng phó và xoay sở tình thế kìa. Cái đó thì ông cứ từ từ mà dạy con. Bà nè, tự nhiên cái tôi nhớ tới cái chuyện mà gái khôn dạy chồng quá. Tự nhiên sao ông lại nói lái qua cái chuyện xưa tích cũ gì đó vậy? Tích xưa không bao giờ cũ nghe bà. Hôm nay ông nói gì đâu, nghe khó hiểu quá. Gia Bảo. Dạ. Ăn cái đùi gà này đi, coi như mẹ thưởng cho con nè. Dạ con cảm ơn mẹ. Bà nè, tôi có ý này. Bà nên bớt cho con Lẹ làm việc nhà, hãy lo tập trung nhà trên để lo cho thằng Bảo. Sao ông lại có ý này? Thì nó có ở dưới bếp vẫn lo cho thằng Bảo được mà. Ý tôi muốn nói những việc giặt vãnh bếp núc nên tìm người thay thế đi, để cho con Lẹ ở nhà trên kề cận lo cho thằng Bảo ngày đêm. Với lại nó cũng đang mang bầu lớn, không thể làm việc nặng nhọc được, nó sẽ khiến cái thai không được tốt. Chuyện này là chuyện bếp núc, ông cứ để tôi quản, tôi biết phải làm sao cho đúng mà. Nhưng mà đây là chuyện tương lai của Gia Bảo, chứ không còn chuyện của đàn bà. Bà đừng để cho con Lẹ lẫn quẩn nhà dưới nữa. Sao hôm nay ông lại xen vô chuyện này chứ? Nào giờ ông có để ý tới đâu. Nói tóm lại là tôi muốn con Lẹ lên nhà trên để cận kề thằng Bảo. Lúc này nó cần sự hậu thuẫn tốt. Thôi ăn đi, để đó bàn sau.